không giống như bình thường, sinh mổ là một ca phẫu thuật lớn và đòi hỏi mẹ phải cẩn trọng trong việc chăm sóc vết mổ để tránh nguy cơ nhiễm trùng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, sau mỗi lần sinh nở, vết mổ đẻ khiến chị em tự ti vì dễ để lại sẹo to mất thẩm mỹ. Hãy cùng tham khảo những bí quyết giúp vết mổ sau sinh nhanh lành và hạn chế để lại sẹo lồi. 1. Vệ sinh vết mổ đúng cách. Trong những ngày đầu tiên sau vết mổ, các mẹ sẽ được các nhân viên y tế chăm sóc và vệ sinh vết mổ để vết mổ tránh khỏi nhiễm trùng và biến chứng. Thời gian này, sản phụ cần giữ gìn vệ sinh cho vết mổ, không tự tháo băng, không làm ướt băng gạc. Thời gian 4-8 tiếng sau mổ, nhân viên y tế sẽ tháo gỡ băng vệ sinh và đánh giá vết mổ. Nếu vết mổ khô và không có biểu hiện sưng đau hay chảy dịch thì sẽ để hở hoàn toàn vết mổ không cần băng kín. Lúc này, sản phụ cần chú ý không để ra vùng vết mổ và xung quanh bị vấy bẩn. Sản phụ có thể tắm bằng nước sạch, sau đó dùng gạc để thấm khô vết mổ một cách nhẹ nhàng. Bệnh nhân sẽ lưu viện từ 4 đến 5 ngày sau mổ. Thời gian sau khi xuất viện về nhà, bệnh nhân có thể tắm bình thường bằng xà phòng tắm, sau đó dùng khăn sạch để thấm khô vùng vết mổ. Tránh sờ tay nhiều lần vào vết mổ, tránh gãi nếu da vết mổ có phản ứng ngứa. 2. Vận động điều độ giúp vết mổ đẻ nhanh lành. Hiện nay, các sản phụ được khuyến cáo là nên vận động sớm sau mổ để tăng lưu thông hoàn toàn giúp vết mổ nhanh liền và chống dính ruột. Tại bệnh viện, sản phụ sẽ được hướng dẫn vận động từ từ tại giường trong ngày đầu sau mổ, sau đó ngồi dậy, ra khỏi giường khi ống xuân đê tiểu được rút ra để đi vào nhà vệ sinh. Qua ngày thứ 3, sản phụ sẽ tập vận động đi lại quanh phòng và sinh hoạt gần như bình thường. Vận động sau mổ sẽ gặp tình trạng đau. Vì vậy, phác đồ giảm đau sau mổ của bác sĩ là rất quan trọng. Hết thời gian hậu sản, từ 4 đến 6 tuần, sản phụ hồi phục sức khỏe và tham gia các bài tập thể dục trở lại bình thường. 3. Chế độ ăn uống hợp lý. Chế độ ăn uống có vai trò quan trọng giúp sản phụ sớm phục hồi sức khỏe, cũng như có nhiều sữa cho con bú. Cần đảm bảo đủ các chất dinh dưỡng, cân đối giữa các nhóm thực phẩm, ăn chín uống sôi, lượng thức ăn nên vừa phải, không nên ăn quá no. Các nhóm thức ăn mẹ sau sinh nên bổ sung vào chế độ hàng ngày là các thực phẩm giàu đạm, rau sắt như thịt lợn, thịt bò, thịt gà, cá, tôm, giúp vết mổ nhanh lành, chống thiếu máu do thiếu sắt. Tăng cường rau xanh và trái cây để phòng chống táo bón và bổ sung vitamin và khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng. Bổ sung sữa, các chế phẩm từ sữa và thực phẩm hàng ngày giúp làm tăng hàm lượng canxi cung cấp cho cơ thể mẹ và bé. 4. Đi khám nếu vết mổ có dấu hiệu bất thường. Rất nhiều trường hợp vết mổ bị cứng, ấn tay thấy đau, tuy nhiên mẹ bầu không cần lo lắng, đó chỉ là do chỉ khâu chưa tiêu hết. Chỉ khi vết mổ có các dấu hiệu bất thường sau đây thì mới cần đi khám bác sĩ. Sản phụ bị đau bụng dữ dội, đi tiểu khó, cảm giác buốt, rát. Vết mổ bị sưng, vùng da xung quanh vết mổ bị đỏ, sốt cao trên 38 độ C. Vết mổ có dịch và mủ, mùi hôi hoặc chảy máu. Âm đạo có dịch và có mùi lạ. Nếu có một hay một vài dấu hiệu như trên, sản phụ cần được bác sĩ kiểm tra. Vết mổ có bị nhiễm trùng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như bục vết mổ, nhiễm trùng máu hoặc gây hoại tử bên trong. Hy vọng với những chia sẻ trên, mẹ bầu sẽ có thêm thông tin để chăm sóc bản thân đúng cách sau quá trình sinh mổ.